Dung Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc Hyundai i10 bản hatchback một đầu, số tự động, bản đủ. Hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô của Hải Dương với giá là 335 triệu đồng, xe sản xuất và nhập khẩu nguyên trước năm 2015. Xin giới thiệu quý vị là đây là chiếc i10 bản hatchback một đầu, nhập khẩu nguyên trước năm 2015, bản đủ, số tự động, để start top. Và hiện nay đang được chào bán với giá là 335 triệu đồng tại Dung Audi ô tô của Hải Dương. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp Dung Audi, số điện thoại 0855 966 966. Đây là thân vỏ của chiếc xe. Sau đó thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn với quý vị về nội thất chiếc xe, những trang thiết bị. Và cũng nói luôn với quý vị là bản đủ và bản thiếu nó khác nhau cái gì. Bản đủ nó như chiếc xe này là bản đủ, thì nó có thêm những cái tính năng gì. Đây là chiếc bản đủ. Thì đầu tiên là quý vị có thể hiểu rằng là xe được trang bị 4 la răng đúc, la răng phay, xi nhan trên gương, có xi nhan trên gương và có đèn gầm. Đấy là bản đủ, thì nó có đèn gầm này, có xi nhan trên gương này, có la răng đúc và tay nắm cửa mạ chrome. Đây, tay nắm cửa mạ chrome, và bên sườn này nó có ốp hai cái miếng nhựa đen nữa. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome. Tiếp theo nữa là nó được trang bị gương kính chỉnh điện và cụp điện. Cụp điện nhé. Và vô lăng là được tích hợp bàn phím. Đây, vô lăng được tích hợp bàn phím đây. Để start top. Đấy. Thế còn chiếc xe này thì cũng đã được lắp màn hình và camera lùi đầy đủ rồi. Đấy. Thì đây màn hình đây, camera lùi đầu DVD. Trần nỉ nguyên bản đây. Quý vị trần nỉ đây. Thế bây giờ mình sẽ quay cho quý vị xem, đồng thời là mình sẽ giới thiệu về cái các yếu tố kỹ thuật của xe. Thì đầu tiên mình kiểm tra về chỉ cánh bên phụ. Đây, chỉ cánh đây quý vị nhé. Chỉ cánh quý vị nhìn thấy chỉ cánh bên phụ còn nguyên ạ. Còn nguyên chỉ cánh, không mất một phân chỉ cánh nào. Đây là chỉ cánh đằng sau bên lái. Đó, đây cánh đằng sau bên phụ cũng còn nguyên chỉ đây quý vị nhìn thấy, chỉ còn nguyên không mất cơ phân chỉ nào đâu. Đấy, ghế thì ghế đẹp nhé quý vị nhé, ghế còn rất đẹp luôn. Ghế da còn rất đẹp. Và một chỗ chỗ vẫn còn nguyên ghế nỉ đây. Đấy, táp lô đẹp. Màn hình camera lùi để start top, vô lăng tích hợp bàn phím, gương kính chỉnh điện, cục điện, số tự động, sản xuất và nhập khẩu nguyên trước năm 2015. Xe còn khá mới. Đây là chỉ cái bên phụ là còn nguyên rồi. Bây giờ đinh tán ở bên đuôi xe đây, hông đây. Hông bên phụ còn bên lái còn nguyên đinh tán. Hông bên phụ cũng còn nguyên đinh tán đây. Chỉ cốp còn nguyên. Cốp đít chưa mở ốc. Cốp chưa mở nha quý vị nhé. Cốp đít chưa mở ốc. Và chỉ còn nguyên. Quý vị có thể nhìn thấy chỉ còn nguyên. Đấy. Đây, cốp thì khá là sạch sẽ. Khoang cốp khá là sạch sẽ đây. À. Kích lốp thì đầy đủ. Cái la răng của lốp dự phòng đây. Thế thì còn cái lốp dự phòng thì quý vị mua thì mình sẽ lắp cho quý vị cái lốp dự phòng. Cái lốp dự phòng thì mình tháo ra mình cho người nhà rồi. Người nhà nhà mình cái lốp nó kém thì mình đã ấy rồi. Còn quý vị nào mua thì mình sẽ lắp cho quý vị một cái lốp khác. Đây là la răng của nó đây. Mình sẽ lắp cho quý vị một cái lốp. Thì cái lốp này thì đi hôm nọ đi trên đường thì xe người nhà bị thủng lốp thì mình cho. Nó còn không đáng bao tiền cả. Đây còn về mặt sassi thì còn rất đẹp quý vị nhé. Đinh tán còn nguyên hết, không có bẹp rúm gì ở chỗ nào cả. Đấy. Đây. Xe rất đẹp luôn. Chỉ có 335 triệu đồng thôi. Sản xuất và nhập khẩu nguyên trước năm 2015. Chỉ đây là chỉ cánh đằng sau bên lái cũng còn nguyên quý vị nhé. Chỉ cánh sau bên lái còn nguyên ạ. Chỉ cánh bên lái, chỉ cánh lái đây. Quý vị nhìn thấy chỉ cánh lái còn nguyên ạ. Không mất một phân chỉ nào, xe thì không mất phân chỉ nào. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra khoang động cơ và phần đầu chiếc xe.
đây là phần đầu chiếc xe thì quý vị nhìn thấy đinh tán đây, đinh tán ở bên má đây, còn nguyên hết, bên má còn nguyên nhé quý vị, đinh tán bên má còn nguyên đây. Mình cũng quay nhanh bởi vì đã có tiếng sấm rồi, có cơn mưa rồi, nhìn thấy trời đã tối đen lại rồi, quý vị có thể nhìn thấy trời tối đen và có tiếng sấm rồi, khả năng sẽ mưa đến nơi rồi. Mình cũng quay nhanh cho quý vị đây, thì đây là đinh tán còn nguyên, hai bên má là còn nguyên quý vị nhé, hai bên má còn nguyên, ốc gác còn nguyên đây, đây hai bên má còn nguyên, ốc gác còn nguyên cả, đây ụ giảm sóc còn nguyên này. Chiếc xe này máy zin nhé quý vị nhé, máy còn zin chưa mở máy đây, máy còn nguyên zin chưa mở, xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Sản xuất năm 2015 nhập khẩu. Đấy. Bây giờ quý vị hãy cùng mình chạy thử cabo chưa ra nhé quý vị nhé, ốc cabo còn nguyên. Bây giờ mình sẽ chạy thử để trải nghiệm chiếc xe này, giới thiệu cho quý vị. Xe này hai chìa khóa điện còn nguyên nhé bạn nhé, còn nguyên hai chìa khóa điện, xe sẽ còn nguyên hai chìa khóa điện. Vô lăng tích hợp bàn phím. Hiện nay đồng hồ hiển thị 6.9 quý vị nhé, 2015 6.9 tức là 7.000. 6.9 ấy. Mỗi năm chạy hơn 1.000, 4 năm rồi, mỗi năm chạy 1.5. Động cơ rất là êm, máy nổ rất là ngon. Mình muốn tắt cái quạt cho quý vị ấy, nhưng mà nó sẽ rất là nóng, cho nên là mình phải bật điều hòa, bật quạt lên thì mới mát được. Vùng nóng lắm. Gầm bệ đi chắc quý vị nhá. Lái rất là nhẹ, lái nhẹ nhá. Lái khá là nhẹ đây. Số chuyển đều. Số chuyển đều, lái nhẹ, gầm bệ chắc chắn, động cơ nổ êm, số chuyển đều, lái nhẹ, gầm bệ chắc chắn. Đấy là khi chạy chiếc xe này mình cảm nhận được như vậy. Và chiếc xe này Dung Audi đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Quý vị vui lòng bấm vào nút đỏ đăng ký kênh, sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình up video clip mới hay là mình livestream báo giá trực tiếp. Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp cho Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để được tư vấn trực tiếp ạ. Hẹn gặp lại quý khách ở video clip tiếp theo. Xin thân ái và chào tạm biệt.